Cổ chân nhân chương 1521, song phương luyện cổ. Lo lắng của Thạch nô là dư thừa. Mặc dù ông ta sinh hoạt ở đây một thời gian rất dài, nhưng cũng không biết diệu dụng của cổ trận siêu cấp này. Ta không hủy đi xuân thu thiền. Bên trong con cổ trùng này có thiên ý sống nhờ, cho nên vị trí của cổ trận siêu cấp đã bị thiên ý biết được. Nhưng cũng chẳng sao. Cho dù cổ tiên thiên đình đến vây công, ta cũng có lòng tin thủ vững chỗ này một khoảng thời gian. Huống chi, bây giờ Tháp Giám Thiên đã bị hủy, cho dù còn túc mệnh cổ, nhưng khả năng Thiên Đình phát hiện nơi này vẫn còn rất nhỏ. Ảnh Vô Tà cũng phải trải qua một phen suy tính thật kỹ mới không từ bỏ Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên có thể dựa vào Xuân Thu Thiền mà hủy đi đại kế 10 vạn năm của Ảnh Tông. Vậy vì sao Ảnh Vô Tà y lại không thể xem Xuân Thu Thiền như ác chủ bài của mình? Thiên ý rất chú trọng sự cân bằng, cũng không mang thù. Ai uy hiếp thiên địa, uy hiếp sinh tồn của những sinh mệnh khác, thiên ý sẽ nhắm vào người đó. Hiện tại, thiên ý chủ yếu nhằm vào phương nguyên, cũng không phải ảnh vô tà y. Cho nên, cho dù Xuân Thu Thiền chứa đựng thiên ý, đối với ảnh vô tà cũng có sự trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, bên trong kế hoạch của ảnh vô tà, y còn dự định trùng luyện Xuân Thu Thiền, loại trừ sạch sẽ thiên ý bên trong, chân chính biến nó thành tiên cổ của mình. Nhưng đây đều là kế hoạch về sau hiện tại toàn bộ tâm tư của ảnh vô tà đều tập trung vào việc luyện chế định tiên du con tiên cổ này là mấu chốt phá cục của y có nó y sẽ như rồng vào biển như hổ về núi việc này không nên chậm trễ bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế xuân thu thiền thạch nô ngươi đừng chống cự ta sẽ thôi động cổ trận na di ngươi đến mắt trận về sau ngươi hãy hiệp trợ ta luyện cổ ảnh vô tà ra lệnh vâng chủ nhân lão nô nhất định sẽ dốc hết toàn lực có chết cũng không từ thạch nô vội vàng lĩnh mệnh sắp xếp cẩn thận cho thạch nô xong ảnh vô tà cũng tiến vào mắt trận chính giữa còn hắc lâu lan và thái bạch vân sinh thì đã sớm được bố trí bên trong hai mắt trận khác mặc dù định tiên du chỉ có lục chuyển nhưng lần luyện cổ này không chỉ liên quan đến tương lai của ảnh tông mà còn ảnh hưởng đến cách cục ngũ vực ý nghĩa vô cùng trọng đại luyện cổ bắt đầu nửa tháng sau Bác Nguyên, Phúc Địa Lan gia. Tiên cổ biến hình cũng đã bắt đầu được luyện chế lần đầu tiên. Phương Nguyên đứng bên trên đại lục vân cái, phóng mắt toàn trận, gương mặt ngưng trọng nhìn Địa Linh Lan gia. Địa Linh Lan gia bây giờ không còn tiên phong đạo cốt như trước. Dáng người lão uy vũ, hùng tráng, bắp thịt cả người căng cứng, toàn thân mọc đầy lông đen, ngẩng đầu lơ lửng giữa không trung, chẳng khác nào ma thần. Lão há miệng hô to, tiếng trống chấn động thiên địa, ác cả tầng mây từng luồng qua ngân giống như bị tiếng trống thắp sáng, tung hoành phạm vi hơn 10 dặm. Những đạo ngân này, đa số đều là đạo ngân luyện đạo, có tác dụng rất tốt trong việc phụ trợ luyện cổ. Địa Linh Lan Gia đắc ý giới thiệu. Lão một lần nữa hét lớn. Trong tiếng hô, từng chùm sáng tranh nhau sáng lên trên bầu trời, tự mình lóe lên sắc thái vô cùng mỹ lệ. Trên bầu trời như thế nào vậy? Mau nhìn đi, dấu hiệu của thần tiên lại xuất hiện. Trước đó không lâu là cột sáng đủ màu, lần này là ngôi sao đủ màu, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Nhất thời, trên ba đại lục hoàng mau, hắc mau, bạch mau, tiếng người huyên náo, quần tình kích động. Từ ăn mày cho đến vương công đều ngửa đầu, dùng ánh mắt nóng rực nhìn bầu trời đầy sao. Mỗi một ngôi sao đều tản ra khí tức tiên cổ nồng đậm. Xem ra đây chính là một phần của tiên cổ ốc luyện lô tạo thành. Phương Nguyên suy đoán. Địa linh lan gia gật đầu, Tiếc núi nói, ngươi đoán không sai. Đáng tiếc, bây giờ rất nhiều tiên cổ hạch tâm đã bị mất. Nếu luyện lô còn hoàn chỉnh, khả năng luyện thành tiên cổ biến hình sẽ cao đến 6 thành. Nhưng mất thì cũng đã mất rồi. Ta cũng không có ý định sửa chữa luyện lô. Luyện lô hoàn chỉnh thì như thế nào? Chân chính cường đại không phải ở tiên cổ mà là bản thân cổ tiên. Chú ý, ta chuẩn bị bắt đầu đây. Lúc này, đạo ngân phạm vi trăm dặm đều được thắp sáng bầu trời đầy sao lóe lên ánh sáng đủ màu. Địa linh lan gia lơ lửng giữa không trung. Rất nhiều cổ trùng bay múa bên cạnh lão, rất nhiều cổ tài phàm cấp đã được lão luyện hóa rất nhanh, khiến cho phương nguyên có cảm giác nhìn hoa cả mắt. Một lát sau, địa linh lan gia gầm nhẹ một tiếng, đến phi ngươi. Chỉ trong nháy mắt, tầm mắt phương nguyên thay đổi. Hắn thay thế vị trí của địa linh lan gia, lơ lửng trên không, còn địa linh lan gia thì đứng vào vị trí của hắn trước đó, ngước nhìn hắn trên trời. Thì ra lần luyện cổ này, địa linh lan gia căn cứ theo tình huống cụ thể, dùng phương pháp song tiên luyện cổ. Địa linh lan gia phụ trách phương pháp luyện cổ của Mao Nhân, còn phương nguyên thì xử lý những tiên tài quan trọng bên trong quá trình. Hai bên không phân chia chủ thứ, tác dụng đều quan trọng như nhau. Phương Nguyên cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, sớm đã chuẩn bị xong tâm lý. Sau khi bay lên không trung, hắn lập tức vẫy tay một cái, lấy bồn mưa cảnh nội, bắt đầu hành động. Địa Linh Lan Gia nhìn một lát, khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy hài lòng. Phương Nguyên Lâm trận không loạn, bản lĩnh vững chắc, thủ pháp thành thạo, còn có một vận vị ảo diệu khó nói nên lời. Tiểu tử này không hổ danh là người trùng sinh, có kinh nghiệm kiếp trước, cảnh giới luyện đạo sắp sửa đạt đến trình độ tông sư. Nhưng muốn bước đến một bước này cũng không dễ dàng. Địa Linh Lan Gia đánh giá trong lòng. Quá trình luyện cổ được tiến hành một cách thuận buồm xuôi gió, các trình tự diễn ra đâu vào đấy. Cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì cũng rất nhỏ, không đáng để lo. Phương Nguyên và Địa Linh Lan Gia đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cộng thêm loại nhân vật như Phương Nguyên và Địa Linh Lan Gia đều không phải kẻ yếu trong luyện đạo, có thể nói là cường cường liên thủ. Cho nên, có được tiến triển đó cũng không có gì kỳ quái. Liên tục 3 ngày 3 đêm, Địa Linh Lan Gia và Phương Nguyên không ngủ không nghỉ, tất cả cố gắng đã biến thành hình thức ban đầu của con tiên cổ biến hình địa linh lang gia nhìn thấy không khỏi cảm thấy vui mừng xem ra lần luyện cổ thứ nhất rất có thể sẽ thành chỉ cần mấy bước cuối cùng không sai lão còn chưa nói xong chỉ nghe tiếng sấm ầm ầm rung động trên bầu trời vang vọng một mảnh tiên cổ sắp thành tai kiếp giáng xuống phương nguyên biến sắc nhưng hai tay vẫn vững vàng như cũ điều khiển ngọn lửa băng kỳ lạ thiêu đốt hình thức ban đầu của tiên cổ yên tâm đi, chỉ là tai kiếp tiên của lục chuyển, không tính cái gì. Giọng điệu của địa linh lan gia bỗng nhiên cao lên, giống như gà trống bị người ta nắm cuốn họng. Lão trợn trừng hai mắt đến căng tròn, khiếp sợ nhìn kiếp lôi cuồn cuộn trên bầu trời. Tai kiếp còn chưa bộc phát, nhưng uy thế và khí tức đã sớm áp đảo tiêu chuẩn lục chuyển bên trong trí nhớ của địa linh lan gia. Thậm chí, ngay cả tiêu chuẩn tiên của thất chuyển cũng không bị nổi trận kiếp lôi này. Tại sao lại như vậy? Địa linh lan gia vạn lần không hiểu, gầm thét lên. Thái thượng đại trưởng lão, ngươi hãy chủ trì luyện cổ, để ta đối phó trận tai kiếp này. Phương Nguyên nghiến răng nói. Không, ngươi không thể rời khỏi giai đoạn mấu chốt cuối cùng. Vận đạo cẩu thủy vận của ngươi đang bảo vệ tiên cổ. Hãy để ta đối phó tai kiếp. Các huynh đệ, hãy cùng ta tạo thành chiến trận thượng cổ. Địa linh lan gia hét lớn một tiếng. Tiếng trống vừa dứt, gần 10 vị cổ tiên mau nhân bay đến bên cạnh địa linh lan gia. Ngân quan lóe sáng, một cự nhân ngân quan cao lớn một lần nữa xuất hiện. Chiến trận thượng cổ đệ nhị thiên hạ, thiên bà toa la. Trung châu, địa uyên. Phù phù phù, ảnh vô tà thở hỗn hển, hai mắt đỏ bừng, giống như dân chơi cờ thua hết tiền, đang nôn nóng gỡ vốn. Nửa tháng trước, y đã bắt đầu thử luyện chế định tiên du. Cho đến bây giờ, y đã thất bại liên tục 8 lần đáng chết, chỉ còn lại hai lần cơ hội cuối cùng. Ta rõ ràng có cổ trận phụ trợ, nhưng vẫn thất bại tám lần liên tục. Phương pháp luyện cổ cách tuyệt của nhân tộc đúng là không bằng phương pháp thiên địa của mau nhân. Nhưng cho dù dư một xuẩn tái thế, ta cũng sẽ vạn vạn lần không sử dụng phương pháp thiên địa của mau nhân. Thiên ý cũng muốn diệt trừ ta. Một khi để thiên ý có cơ hội, nó sẽ nhờ tai kiếp hiển uy. Nếu chẳng may là tai kiếp không biết, vừa lúc khắc chế cổ trận, vậy thì phiền phức rồi. Phương Nguyên không biết thiên ý, sẽ dùng phương pháp luyện cổ thiên địa của Mao Nhân. Ha ha, hãy tự cầu phúc đi. Quanh, quanh, quanh. Từng tiếng vang liên miên không dứt, vang vọng trên không đại lục vân cái, đinh tai nhức óc. Đây là thiên cổ lôi âm kiếp. Bên trong chiến trận thượng cổ thiên bà Toa La ngưng tụ thành người khổng lồ ngân quang, địa linh lan gia thấp giọng kêu lên. Gương mặt của lão tràn ngập chấn kinh và nghi hoặc. Thiên cổ lôi âm kiếp xuất hiện, mỗi lần tiếng sấm rền vang sẽ sinh ra rất nhiều cương lôi, tác dụng trực tiếp vào trong cơ thể cổ tiên, nổ nát ngũ tạng lục phủ cổ tiên độ kiếp, quy lực có thể nói là kinh khủng. Tuy nhiên nó lại là lôi đạo. Lôi đạo kim dung, cổ tiên khó mà phòng bị. Gặp phải kiếp nạn như vậy, chẳng khác nào cửu tử nhất sinh. Nhưng phương nguy ngươi không cần sợ khu vực thiên địa này của chúng ta đều được đạo ngân luyện đạo bao phủ, khả năng phòng ngự tuyệt hảo. Huống hồ ta cũng có thủ đoạn khắc chế. Chỉ cần thiên bà toa la ta vẫn còn, ngươi sẽ bình yên vô sự. Trong lúc cấp thiết, địa linh lan gia truyền âm cho Phương Nguyên. Lão chỉ sợ Phương Nguyên lo lắng tai kiếp mà phân tâm, dẫn đến luyện cổ thất bại. Mặc dù địa linh lan gia muốn đánh chủ ý lên đảng Hồn Sơn, nếu Phương Nguyên luyện cổ thất bại, lão sẽ thừa dịp mà thực hiện suy nghĩ này. Nhưng bản thân địa linh Lan Gia lại là người luôn thực hiện đúng lời hứa. Lần luyện cổ này là ước định giữa đạo Thiên Ma Tôn và trường Mao Lão Tổ. Cho nên Lão nhất định phải dốc toàn lực trợ giúp Phương Nguyên mà không có một tính toán nào khác. Phương Nguyên trôi nổi giữa không trung, mắt biết tai ngơ với tiếng sấm bên cạnh. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, trong lòng cũng vô cùng tỉnh táo. Sự lo lắng của địa linh Lan Gia là dư thừa. Phương Nguyên đã trải qua vô số trận chiến. Ngay cả loạn chiến ngũ vực hay đại chiến núi Nghĩa Thiên cũng đã trải qua, đối với những thứ quấy nhiễu này gần như miễn dịch. Hắn không hề hoảng hốt, mười ngón tay như phồng hoa nở rộ, từng bước thúc đẩy tiến trình luyện cổ. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần tiếng sấm vang lên, cơ thể người khổng lồ màu bạc thiên bà toa la lại khẽ chấn động một chút. Cổ tiên mau nhân tạo thành chiến trận đều cảm thấy tâm phiền nóng nảy, lông toàn thân dựng đứng hẳn lên, giống như tận thế sắp giáng xuống. Địa linh lan gia hừ lạnh một tiếng, vừa lúc ta có một chiêu có thể khắc âm đạo. Hãy xem sát chiêu tiên đạo của ta, thiên địa tịch tỉnh. Người khổng lồ màu bạc bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vô biên. Ánh sáng màu bạc vô cùng chướng mắt, giống như mảnh vỡ của mặt trời. Phương Nguyên kịp thời nhắm hai mắt lại, sát chiêu phòng ngự trên người đã sớm thúc lên. Ngân quan bỗng nhiên xuất hiện rồi chợt tiêu tán. Thiên địa yên tĩnh. Không một tiếng sấm nào truyền đến trên bầu trời u ám, vô số điện quang không ngừng lấp lóe trong mây. Nhưng tiếng sấm nương theo điện quang lại hoàn toàn biến mất. Hơn nửa ngày, tiếng sấm mới dần dần vang lên, từ nhỏ đến lớn. Cho dù quy mô thiên cổ lôi âm kiếp của ngươi có tăng lên hơn 10 lần, cũng không quấy nhiễu được lần luyện cổ này đâu. Địa linh lan gia lên tiếng, giọng nói đắc ý, đột nhiên mây đen trên bầu trời phát sinh thay đổi. Rất nhiều ánh sáng màu lam từ trong mây đen bắn ra nhanh như điện mỗi một luồng ánh sáng là một mị lam điện ảnh. Đây là tinh linh lôi điện, chiến lực có thể sánh ngang với cổ tiên lục chuyển. Lúc trước hồ tiên độ kiếp đã chết dưới một con mị lam điện ảnh. Bây giờ mị lam điện ảnh mà Phương Nguyên gặp lại nhiều đến hai chục con. Địa linh lan gia trợn tròn mắt, hô to, chuyện gì xảy ra thế? Vì sao lại có mị lam điện ảnh kiếp? Hơn nữa quy mô còn tăng vọt gấp 20 lần. Cho dù địa linh lan gia đã trải qua năm dài tháng rộng, kiến thức uyên bác, lúc này cũng nhịn không được mà động dung. Trong lòng Phương Nguyên đánh bột một cái. Tình huống trước mắt của hắn hoàn toàn tương tự với lần độ kiếp cách đây không lâu. Lần độ kiếp đầu tiên của ta, tai kiếp đã quá kinh khủng, còn cao hơn thiên kiếp. Lần này ta luyện chế tiên cổ biến hình, bị Lam điện ảnh lập tức xuất hiện 20 con. Nếu ta gặp phải lúc độ kiếp, nhất định sẽ thập tử vô sinh. Tai kiếp lần thứ nhất của Phương Nguyên, hai khí thiên địa hình thành mấy con thiết quan ưng còn có ba con khư bức thượng cổ càng có không ít tuyết quái thượng cổ hoang thú tuyết quái luận quy mô tất nhiên tai kiếp lần thứ nhất của hắn mạnh hơn và hắn đã miễn cưỡng vượt qua nhưng nếu hắn gặp phải địa tai là hai chục con mị lam điện ảnh đằng trước trên cơ bản không còn đường sống khi hắn đổ kiếp khư bức thượng cổ hình thành không lâu hắn đã không do dự lập tức bộc phát công kích toàn lực kịp thời tiêu diệt địa tai phương nguyên công mạnh thủ yếu hành động lần đó là nên dài tránh ngắn tuy nhiên đối chiến với hai chục con mị lam điện ảnh lại là chuyện khác tốc độ mị lam điện ảnh cực nhanh chiến lực có thể sánh ngang cổ tiên lục chuyển cho dù phương nguyên có đánh ra kiếm lãng tam điệp chỉ sợ cũng không đánh trúng bọn chúng phương nguyên không thiếu tiên cổ thất chuyển bác chuyển nhưng tất cả đều không phải tiên cổ phòng ngự thế công phương nguyên cực kỳ cường đại nhưng thủ đoạn phòng ngự lại khác biệt rất lớn rất dễ bị mị lam điện ảnh khắc chế. Nói cho cùng cũng bởi vì ta phát triển quá nhanh, căn cơ bất ổn, có quá nhiều nhược điểm. Trong đầu Phương Nguyên lóe lên suy nghĩ này. Thật ra, hắn đã sớm phát hiện ra vấn đề đó. Nhưng từ đại chiến núi Nghĩa Thiên đến nay, thời gian quá gấp, hắn hoàn toàn không có thời gian rảnh để bù đắp khuyết điểm này. 20 con mị lam điện ảnh cùng nhau lao đến chỗ Phương Nguyên. Tốc độ có thể sánh ngang với điện quang chỉ lưu lại mấy luồng ánh sáng màu lam trong mắt Phương Nguyên, khi đó đã lao đến gần. Địa linh lan gia gấp đến độ hét lớn, xuất ra sát chiêu tiên đạo. Toàn thân cự nhân màu bạc nở rộ ánh sáng. Bên trong ánh sáng thuần trắng, hình thể cự nhân màu bạc không ngừng bành trướng, trong chớp mắt đã phồng to gấp hơn 10 lần. Ban đầu, hình thể cự nhân màu bạc đã rất khổng lồ. Sau lần thay đổi này, nó đã hóa thành chân đạp đại lục vân cái, đỉnh đầu chạm vòng trời cơ thể hùng vĩ như núi của cự nhân màu bạc chấn động mạnh một cái, một lần nữa thôi phát sát chiêu tiên đạo. Mị Lam điện ảnh vốn đã bay đến gần phương nguyên, bỗng trước mắt xuất hiện một bức tường ánh sáng màu bạc. Sau khi bị đụng, Mị Lam điện ảnh bắn ngược về sau. Sau khi thành công giải vây, cự nhân màu bạc lại duỗi hai tay, mười ngón tay khép lại tạo thành một quả cầu, bao phủ phương nguyên bên trong lòng bàn tay. Không gian bên trong hai tay của nó rất lớn, bao gồm không gian và dặm chung quanh phương nguyên. Tình hình có chút không ổn. Mặc dù sát chiêu này có thể bảo vệ ngươi khỏi mị lam điện ảnh, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đối với việc luyện cổ. Tiếp theo ngươi phải chú ý, rất có thể ba động mãnh liệt sẽ xâm nhập đến chỗ của ngươi. Nếu ngươi không vững vàng, luyện cổ lần này sẽ thất bại. Địa linh lan gia một lần nữa truyền âm. Phương Nguyên gật đầu không nói gì, gương mặt hoàn toàn ngưng trọng. Lúc này hắn luyện cổ, chung quanh có rất nhiều đạo ngân luyện đạo hỗ trợ, trên bầu trời còn có tàn phòng luyện lô. Nhưng cự nhân màu bạc và mị lam điện ảnh giao chiến sẽ quấy nhiễu đạo ngân, dẫn phát rất nhiều chấn động. Điều này đối với Phương Nguyên mà nói cực kỳ bất lợi. Chỉ cần có chút sai lầm sẽ phí công nhọc sức. Rầm rầm rầm. Từng tiếng sấm truyền vào tai Phương Nguyên. Mị lam điện ảnh giống như đàn ông màu lam, quanh quẩn chung quanh cự nhân màu bạc, không ngừng va đập vào hai tay của cự nhân. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, cự nhân màu bạc tỏ ra vô cùng chật vật. Đám ngu xuẩn này. Địa linh lan da mắng to. Lão muốn bảo vệ phương nguyên, lúc nào cũng phải giữ hai tay ổn định, không cách nào phân tâm. Cho nên chuyện đối kháng Mỹ Lam điện ảnh chỉ có thể để cổ tiên bao nhân khác đảm nhiệm. Nhưng chiến lực của cổ tiên bao nhân vô cùng thấp, khống chế cự nhân không xuất sắc. Mặc dù đã cố hết sức ra tay, nhưng thôi phát sát chiêu tiên đạo vẫn nhiều lần thất bại cho dù có thôi phát thành công, phản ứng bên ngoài thì thanh thế to lớn nhưng chiến quả lại vô cùng bé nhỏ. Đánh cả nửa ngày, Mỹ Lam điện ảnh chỉ mất có một con. Đây chính là mèo mù vớ cá ráng. Địa linh lan gia ngay cả sức để chửi rủa cũng không có. Lần này chỉ sợ không được ổn lắm. Lão vô cùng lo lắng. Tự nhân màu bạc chính là biến hóa sở trường của thiên bà Toa La, lúc này to gấp 10 lần, nên phòng ngự không bằng trước đó, chỉ có thể bị động để cho người ta đánh, bị Mỹ Lam điện ảnh điên cùng công kích, càng lúc càng nhạt, sắp sửa trở nên trong suốt. Mặc dù cục diện của Phương Nguyên vẫn ổn định, nhưng bởi vì bị bên ngoài quấy nhiễu nên tốc độ giảm đi nhiều. Địa Linh Lan Gia dựa theo tốc độ này mà tính toán, cự nhân màu bạc hoàn toàn không chống đỡ nổi thêm một khắc nào. Hiện tại lão không còn cách nào phân thân, còn Phương Nguyên thì đang tập trung luyện cổ, cũng không cách nào bước ra để tác chiến. Không có ngoại lực tham gia, có thể nói bại cục đã định cũng may đây là lần thứ nhất cho dù thất bại cũng không sao ta còn vốn mà tâm trạng phương nguyên vẫn rất tốt luyện chế tiên cổ ai dám hy vọng lần đầu tiên sẽ thành công phương nguyên có thể tiếp nhận thất bại nhưng bên trong địa uyên ở trung châu ảnh vô tà đã xem như cùng đường mặc lộ một lần cuối đây là phần tiên tài cuối cùng của ta không thể thất bại được nữa đầu ảnh vô tà đổ mồ hôi hung hăng nghiến răng. Y giống như một con sói cô độc bị ép đến vách núi. Một khi thất bại, y muốn gom góp tiên tài sẽ khó càng thêm khó. Tình huống lúc này chỉ có thể sử dụng ác chủ bài. Cho dù có di chứng cũng không quan tâm được, trước vượt qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Ảnh vô tà quyết định thôi động sát chiêu tiên đạo nào đó. Cơn đau đớn kịch liệt tập kích hồn phách của y. Dưới tác dụng của sát chiêu tiên đạo, toàn bộ hồn phách của y cũng bắt đầu biến thành nhiên liệu nhanh chóng tiêu hao cùng lúc đó khí vận của y bắt đầu tăng vọt bản thể đã từng thăm dò lầu chân dương sáng chế ra sát chiêu này cũng may mà trước đó không lâu ta có được tiên cổ hồn khiếu thất chuyển chỉ cần thay đổi một chút phàm cổ là có thể sử dụng ánh mắt ảnh vô tà hiện lên sự quyết đoán y chính là được ăn cả ngã về không muốn có được khí vận khổng lồ để bảo vệ y luyện thành định tiên du lần này nhất định phải thành. Y hò hét trong lòng. Bên trong phúc địa lan gia đang tràn ngập nguy hiểm. Cự nhân màu bạc đã vô cùng suy yếu, gần như sụp đổ. Nhóm cổ tiên mau nhân bên trong cơ thể cự nhân đều bị trọng thương, có người tâm mạch bị đứt, phun ra máu tươi, có người té xỉu, còn có người run rẩy kịch liệt, miệng sùi bọc mép. Bọn họ hợp thành chiến trận thượng cổ. Chiến trận thượng cổ bị thương, tất nhiên sẽ phản vệ lên người bọn họ. Mỹ Lam Điện Ảnh đang nghe truyện trên TV Audio CV còn lại 11 con. Mặc kệ Phương Nguyên hay là Địa Linh Lan Gia, tất cả đều tuyệt vọng. Lần luyện cổ thứ hai này, ta sẽ không áp dụng phương pháp luyện cổ thiên địa của Mao Nhân nữa. Phương Nguyên thề trong lòng. Bây giờ hắn cảm thấy phương pháp luyện cổ cách tuyệt của nhân tộc dễ đến cỡ nào. Lần này mà thất bại thì hãy đập chiêu bài phúc Địa Lan Gia ta đi. Tất cả đều do tai kiếp có quy mô tăng vọt không thể giải thích được. Địa linh lan gia cũng rất tức giận. Được rồi, có thể thu tay lại. Cổ tiên mau lục thầm nghĩ trong lòng. Gã chính là nội gián mà ảnh tông xếp vào phúc địa lan gia, trước kia có ba người. Nay chỉ còn có một người là gã. Chính gã đã âm thầm liên lạc với ảnh vô tà, tiết lộ tin tức về phương nguyên cho ảnh vô tà biết. Lần này đối kháng bị Lam điện ảnh, gã cũng xuất lực không ít, đương nhiên đều là dở trò phá hư. Đứng trên lập trường ảnh tông, gã tất nhiên không muốn nhìn thấy phương nguyên luyện thành tiên cổ biến hình một kích cuối cùng sẽ dùng sát chiêu tráng sĩ chặt tay tâm tư mau lục chuyển động thiếu chút nữa cười ra tiếng một chiêu này xuất ra mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng lại làm suy yếu bản thân cự nhân màu bạc bây giờ cự nhân màu bạc đã gần như sụp đổ dùng tráng sĩ chặt tay chỉ được một lát nhất định sẽ sụp đổ nếu ta dùng chiêu này chiến trận thượng cổ sẽ sụp đổ không chỉ khiến cho phương nguyên luyện cổ thất bại mà còn bị chiến trận phản vệ, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của không ít cổ tiên mau nhân. Ta may mắn còn sống sót, lại được quỹ thác trách nhiệm. Thật sự là dịu thay. Ánh mắt lóe lên ánh sáng lãnh khốc, nội gian mau lục quả quyết thôi động sát chiêu tráng sĩ chặt tay. Một cánh tay của cự nhân màu bạc lập tức rời khỏi cơ thể. Khi rơi xuống còn tách ra ánh sáng trùng thiên. Không ổn. Là tên khốn nào thế, địa linh lan gia vừa sợ vừa mắng bỗng nhiên cánh tay bị gãy này bị một sát chiêu tiên đạo khác đánh trúng bộc phát toàn bộ sức mạnh phóng về phía xa hoành một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa vừa đúng lúc lan sang mị lam điện ảnh đám mị lam điện ảnh bay tán loạn vừa lúc một đám tập trung tại một chỗ bị vụ nổ ảnh hưởng cả đám đều bị tiêu diệt chiến quả kinh người phương nguyên ngẩn ra mắt mau lục trợn tròn vậy mà cũng được sao Địa Linh Lan Gia cũng trợn tròn mắt, kêu to, đánh hay thật. Trải qua dị biến này, cự nhân màu bạc vỡ vụn, đám cổ tiên Mao Nhân đều bị thương, nhưng Mỹ Lam Điện ảnh chỉ còn lại ba con, chiến cuộc bỗng nhiên thay đổi. Nhưng dựa vào bản thân Địa Linh Lan Gia cũng đủ để ngăn cản đám Mỹ Lam Điện ảnh này. Mao Lục hối hận không thôi, đang định ra tay nhưng lại bị Địa Linh Lan Gia hạ lệnh bảo đi chăm sóc cổ tiên Mao Nhân khác. Sau nửa canh giờ, Phương Nguyên cầm lấy thành quả của mình là con tiên cổ biến hình trong tay, bản thân có chút không thể tin được. Lần luyện chế đầu tiên đã thành. Địa uyên Trung Châu. Phục. Ảnh vô tà phun máu, ngửa đầu ra sau. Sắc mặt y trắng bệt như tờ giấy, thiếu chút nữa té xỉu. Lần luyện chế định tiên du cuối cùng đã thất bại. Con bướm nhẹ nhàng vẫy hai cánh, bay múa lúc cao lúc thấp, cánh bướm duyên dáng thể hiện giữa không trung. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng đậu lên đầu ngón trỏ trắng nõn của tử vi tiên tử. tử vi tiên tử dùng ánh mắt thâm thúy của mình nhìn con bướm thúy ngọc, mỉm cười nói khẽ: đây chính là định tiên du. đúng vậy. một vị cổ tiên lớn tuổi đứng bên cạnh mặt không thay đổi đáp. lão bà bà lưng còng thật sâu, mái tóc khô héo giống như rơm rạ, gương mặt toàn là nếp nhăn. bà ta mặc chiếc áo tròn màu vàng đất, bên hông còn cuốn một sợi hoàng sa đơn giản. tử vi tiên tử xoay người lại thành khẩn nói lời cảm ơn con tiên cổ lục chuyển này do đích thân đại tông sư luyện đạo là sa bà bà ra tay đây cũng xem như vinh hạnh của nó thì ra vị nữ cổ tiên lớn tuổi này cũng là thành viên của thiên đình gần đây mới thức tỉnh tu vi của bà ta cao đến bát chuyển tuổi tác cũng đến mấy ngàn con số cụ thể thì không cách nào khảo chứng bên trong thiên đình cũng có cổ tiên lớn tuổi nhưng thân phận đại tông sư luyện đạo thì lại hiếm có cực kỳ tử vi tiên tử biết được nhiều hơn một chút nàng là cổ tiên trí đạo có thể từ một ít manh mối mà suy tính ra được nhiều bí ẩn nàng biết tuổi thọ của sa bà bà gần hết nhất định phải ngủ say để kéo dài tử vong nhưng bà ta là người cùng thời với tháp chủ giám thiên khi còn trẻ cũng rất có tình cảm trong cuộc đại chiến núi nghĩa thiên tháp chủ giám thiên chủ động hy sinh tin tức này rốt cuộc đã kinh động đến sa bà bà khiến cho bà ta chủ động kết thúc ngủ say mà tỉnh lại sa bà bà nhìn định tiên du trong tay tử vi tiên tử bỗng nhiên thở dài hơn phân nửa cơ thể của ta đã nằm trong quan tài còn nói gì vinh hạnh hay không vinh hạnh lần này ta luyện định tiên du thật sự có thể giúp ngươi bắt được phương nguyên không luyện chế định tiên du tiên tài quan trọng nhất chính là thái cổ chi quan cho đến ngày nay cổ tiên bình thường rất khó khăn khi thu thập loại tiên tài này nhưng thiên đình tuyệt đối ngoại lệ tổ chức cổ tiên đệ nhất thiên hạ này đã được thành lập từ thời viễn cổ vẫn luôn chiếm vị trí hàng đầu, quan sát dòng sông lịch sử, khinh thường quần hùng ngũ vực. Phong Vân Phủ chẳng qua chỉ là một trong 10 hạ tông của thiên đình, bên trong kho tàng đã có được thái cổ chi quan. Bên trong kho tàng của thiên đình, tất nhiên lại càng nhiều hơn. Vì thế, nếu sa bà bà muốn đoạt luyện định tiên du, tất nhiên là không thể thiếu rồi. Đây chính là nội tình sừng sững 300 vạn năm của thiên đình đến nay. Đối mặt với vấn đề của sa bà bà, tử vi tiên tử cười đáp, đây chính là kết quả mà ta suy tính, nắm chắc sáu thành. Ánh mắt xa bà bà lóe lên sự khác thường, ngươi là cổ tiên trí đạo có thể so sánh với lão quỷ giám thiên. Nếu ngươi đã có được sáu thành nắm chắc, vậy thì có thể thử. Tử Vi tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, thật ra, ta có thể suy tính ra cũng là do may mắn, bởi vì gần đây ta có được mấy manh mối quan trọng. Phương nguyên có được định tiên du, xuân thu thiền đã không phải là bí mật. Cách đây không lâu, chúng ta bắt sống được một vị cổ tiên ma đạo tên là công tôn lương biết được đại tiên sinh trong tổ chức đã từng mượn tiên cổ của gã về sau khi suy tính một số vị trí mà phương nguyên có thể xuất hiện ta đã tính ra được sông bình vừa lúc có một vị cổ tiên tên phong thiền tử của phong vân phủ bắn thái cổ chi quan trong kho tàng môn phái ra ngoài cho nên ngươi nghĩ rằng định tiên du của phương nguyên đã thật sự bị hủy sa bà bà hỏi chỉ có loại khả năng này nhưng dựa theo kết quả trước mắt suy tính này là thật tử vi tiên tử đáp phương nguyên có được không ít tiên cổ nhĩ xuân thu thiền đã bị phong ấn định tiên du đã rơi vào tay chúng ta cứ như vậy việc đuổi bắt hắn sẽ dễ dàng hơn mấy lần sa bà bà nói tử vi tiên tử khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng thật ra định tiên du không đáng để lo chỉ là tiên cổ lục chuyển có rất nhiều phương pháp có thể đối phó không sai sa bà bà tán đồng định tiên du muốn tấn thăng đến thất chuyển bác chuyển là không có khả năng bởi vì sử dụng thái cổ chi quan sẽ rất nhiều cho dù là kho tàng của thiên đình đem tất cả thái cổ chi quan ra dùng muốn tấn thăng lên thất chuyển cũng chỉ có thể thử ba lần còn định tiên du bác chuyển thì đã thất truyền từ lâu thời đại thái cổ muốn có bao nhiêu thái cổ chi quan cũng được nhưng bây giờ nó đã trở thành tiên tài tuyệt tích nhưng con tiên của định tiên du lại là thứ cực kỳ cần thái của chi quan. Định tiên du lục chuyển không thể chuyên chở cổ tiên thất chuyển, chứ đừng nói chi đến cấp độ bác chuyển. Trên người cổ tiên đều có đạo ngân cực kỳ phong phú. Định tiên du muốn chuyên chở bọn họ, giống như một đứa bé phải cổng con voi. Trừ phi là cổ tiên chuyên tu vũ đạo, hoặc có thể sử dụng sát chiêu tiên đạo đặc biệt. Nhưng tình huống như trên cực kỳ hiếm thấy. Vì thế, tổng thể mà nói, Định Tiên Du chỉ cực hạn ở cấp độ lục chuyển. Mặc dù công dụng rất cường đại, nhưng tác dụng đối với cổ tiên thất chuyển, bác chuyển rất nhỏ. Sa bà bà tiếp tục nói, thật ra trong lịch sử của Thiên Đình cũng có một số lần luyện ra được Định Tiên Du. Đa số tình huống đều ban cho hạ tông để bọn họ sử dụng. Nhưng bởi vì độ kiếp mà mất đi. Có một lần, Định Tiên Du nằm trong tay của Tiên Lương Lương, thậm chí còn tấn thăng lên thất chuyển. Người này chuyên tu vũ đạo, đáng tiếc năm đó hoang thú thái cổ làm loạn y tham chiến bỏ mình định tiên du thất chuyển cũng vì vậy mà bị hủy diệt định tiên du được phương nguyên xem là bảo bối lọt vào mắt cổ tiên thiên đình đúng là vô cùng chướng mắt không dùng được dùng không thuận tay cho nên trong lịch sử định tiên du đều được ban cho hạ tông thiên đình để bọn họ trấn áp đại cục trung châu không nghĩ đến chính là phương nguyên đã dựa vào định tiên du mà khoáy lên phong vân thật lớn nói cho cùng vẫn là câu nói kia không có cổ trùng mạnh nhất, chỉ có cổ sư, cổ tiên, mạnh nhất. Cổ trùng có thể phát huy được tác dụng bao lớn, không chỉ nhìn vào bản thân cổ trùng mà nhiều hơn là ở cổ sư. Tử vi tiên tử nói tiếp, đoạt luyện định tiên du, phong ấn xuân thu thiền chỉ là các đôi cánh của phương nguyên. Điểm khó khăn chính là, không biết hắn đang ẩn thân ở chỗ nào. Tiếp theo, ta sẽ dốc toàn lực suy tính. Sa bà bà, kế tiếp còn phải nhờ bà ra tay luyện chế tiên cổ, trợ giúp thiên đình trùng kiến tháp giám thiên. Sa bà bà gật đầu, giọng nói hơi tiêu điều, lão quỷ giám thiên chết rồi, ta không thể cứu sống ông ấy. Nhưng ta có thể trùng kiến tháp giám thiên. Nếu hồn của ông ấy về sinh tử môn biết được điều này, cũng sẽ rất vui mừng. Xin cáo từ. Sa bà bà cáo lui, tử vi tiên tử lại gọi một vị cổ tiên tên Vạn Hải Long lưu đến. Phong thiền tử dùng của công làm việc riêng, thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn xem ra trung châu ta thái bình quá lâu dần dần sinh ra lười biếng thứ hoàng khố như vậy sao có thể giữ lại làm bại hoại uy danh của thiên đình ta phạt gã trông coi tàn long quật để tàn sinh hai mươi năm trong khoảng thời gian đó nếu để cho con nghiệt long kia xoay người chính là trông coi chỉnh mãn bảo gã lấy mạng ra để đền tội tử vi tiên tử nói ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh vạn long hải lưu gật đầu khẽ cau mày bên chỗ bi phong lão nhân thì sao Phong Thiền Tử là cháu ruột của Bi Phong Lão Nhân, rất được ông yêu chiều. Quan trọng hơn, dựa theo công lao tích lũy của Bi Phong Lão Nhân, còn có kiểm tra tiềm lực chiến lực, Bi Phong Lão Nhân rất có khả năng sẽ tiến lên thiên đình, trở thành một trong những thành viên của thiên đình. Trong 10 đại cổ phái Trung Châu, không phải cổ tiên bác chuyển nào cũng đều có thể tiến lên thiên đình, trở thành thành viên của thiên đình. Tử Vi Tiên Tử cười nói, nếu Bi Phong Lão Nhân muốn tiến lên thiên đình, ta sẽ đích thân nên đón. Nhưng hiện nay đứa cháu yêu của ông ta phải đi quản tàng long quật, chỉ dựa vào tu vi lục chuyển của phong thiền tử, chắc chắn không quản được. Đúng lúc thiên đình không ai chịu tiếp nhận cục diện rối rắm đó, vậy thì để bi phong lão nhân chủ động tiếp nhận đi. Ngừng lại một chút, tử vi tiên tử lại nói, lần này ta gọi ngài đến chính là ta đã suy tính được không ít thành viên tổ chức nghịch, làm phiền ngài đích thân ra tay bắt sống mấy người, thuận tiện cho ta thu hoạch thêm nhiều đầu mối hơn. Hiểu rồi vạn hải long lưu lĩnh mệnh cáo từ hiện tại tháp chủ giám thiên đã chết trận là đại tông sư trí đạo tử vi tiên tử việt nhân đức không nhường ai chủ động lãnh đạo thiên đình cổ tiên trí đạo thích hợp nhất chính là việc này đương nhiên lãnh đạo thiên đình chỉ là tạm thời địa vị cổ tiên thiên đình rất bình đẳng không phải do bất kỳ một vị cổ tiên bác chuyển nào độc đoán mọi thứ đều phải thương lượng trừ phi là tiên tôn nhập chủ thì lại là chuyện khác sa bà bà trùng kiến tháp giám thiên vạn hải long lưu tầm nã thành viên tổ chức nghịch quy linh ngưỡng điều tra nội bộ thiên đình đồng thời cải tiến lại phương pháp khảo sát của thiên đình không để cho thiên đình lẫn vào gian tế lần nữa tiếp theo ta sẽ toàn lực ra tay suy tính vị trí của phương nguyên việc này nên sớm không nên trễ nghĩ đến đây lông mày tử vi tiên tử có chút cau lại kết quả suy tính gần đây nàng đã kích phương nguyên càng lợi hại hơn dường như càng lúc càng tính ra được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa phương nguyên và ảnh tông đối với thiên đình mà nói u hồn ma tôn là mục tiêu hàng đầu nhất định phải giết chết mới có thể yên tâm nhưng bây giờ bản thể của u hồn ma tôn đã bị vây trong mộng cảnh siêu cấp ở nam cương thiên đình không cần ra tay mà cũng không thể ra tay chỉ có thể ngồi nhìn u hồn ma tôn càng lúc càng hao mòn trong giấc mộng cho nên mục tiêu của thiên đình là ở phương nguyên và thế lực còn sót lại của ảnh tông phòng ngừa một trong hai cái này hoặc là toàn bộ tránh bọn họ đến cứu viện cho u hồn ma tôn thế lực còn sót lại của ảnh tông ví dụ như cương minh tử vi tiên tử đã sắp xếp nhân thủ tiến hành tiêu diệt phương nguyên là trọng điểm trước mắt của nàng ta định tiên du không đáng để lo nhưng xuân thu thiền thì lại khác nếu để cho phương nguyên trùng sinh trở lại thay đổi sự thật đã có thì còn đến mức nào nữa chứ trung châu chỗ sâu địa uyên ảnh vô tà chậm rãi tỉnh lại xảy ra chuyện gì vậy nơi này là ảnh vô tà cảm thấy mơ hồ thời gian dần trôi hai mắt của y dần dần tỉnh táo hơn y đã nhớ tất cả đáng chết ta luyện chế định tiên du thất bại vận dụng ác chủ bài gia tăng khí vận cũng không thành công sao bây giờ chẳng những không thành công ngược lại thương thế hồn phách còn rất nghiêm trọng sắc mặt ảnh vô tà tái nhợt siết chặt hai tay y không khỏi cảm thấy buồn bực đồng thời lại cảm thấy mơ hồ nhất thời không biết tiếp theo nên làm như thế nào cho phải bỗng nhiên đất trời lung lay cổ trận mà ảnh vô tà đang ở bên trong đột nhiên vận chuyển không ổn rồi có đại năng trí đạo đang suy tính ta dẫn phát cổ trận siêu cấp tiến hành phòng ngự ảnh vô tà kêu lên trong lòng sắc mặt tái nhật lại càng tái hơn không còn chút huyết sắc nào ở trung châu còn có ai có thể suy tính được ảnh vô tà trong đầu ảnh vô tà nghĩ đến đầu tiên chính là thiên đình từ viễn cổ đến nay, thiên đình chính là thế lực của tiên đệ nhất thiên hạ. Ba vị ma tôn còn đánh không sập được thiên đình. Nó cũng đã trải qua ba đời tiên tôn chấp chưởng. Cho dù là lúc u hồn ma tôn vô địch thiên hạ, cũng chưa chắc đã muốn tiến đánh thiên đình. Thiên đình chí cao vô thượng, Cổ trận siêu cấp không ngừng vận chuyển, chống lại đại năng trí đạo thần bí suy tính. Toàn bộ cổ trận lóe lên ánh sáng màu đen, đồng thời phát ra tiếng vang kèn kẹt không chịu nổi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn như vậy, ai đã khiến cho tòa cổ trận siêu cấp này không chịu được gánh nặng như vậy thế? Cũng chỉ có đại năng trí đạo thiên đình mà thôi. Sắc mặt ảnh vô tà trắng bệch, chưa gì đã đổ mồ hôi đầm đìa. U hồn ma tôn chết, hồn bay về sinh tử môn, bắt đầu sáng tạo. Trải qua 10 vạn năm phát triển, bởi vì sách lược anh minh, ảnh tông đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, tổn thất vô cùng thê thảm, chỉ còn lại một ít thế lực còn sót lại hiện tại u hồn ma tôn bị vây khốn trong mộng cảnh chỉ còn lại hy vọng duy nhất là ảnh vô tà ảnh vô tà biết trách nhiệm trên vai của mình nặng đến cỡ nào nếu y bị suy tính ra lại không có thủ đoạn na di như định tiên du y nhất định sẽ bị cổ tiên thiên đình tuy sát không dứt cho đến khi diệt vong mới thôi ta chết thì không sao quan trọng là bản thể sẽ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh u hồn ma tôn sẽ chết thật sự hóa thành một ghi chép trong dòng sông lịch sử. Ta không cam lòng. Ảnh vô tà gào thét, giải dụ ngồi dậy. Y tập trung tinh thần, rót tiên nguyên vào, bắt đầu chủ trì cổ trận siêu cấp. Cổ trận nhanh chóng ổn định lại, ánh sáng như nước chảy xuôi trong cổ trận, âm thanh kẹt kẹt nặng nề cũng dần dần yếu bớt. Có cổ tiên chủ trì cổ trận hay không, vi năng cổ trận biểu hiện ra ngoài là hai chuyện khác nhau. Trước đó, cổ trận siêu cấp không có ảnh vô tà chủ trì, nhưng vẫn còn có thể chống lại được suy tính của tử vi tiên tử Bây giờ có ảnh vô tà điều khiển Quy năng tăng vọt hơn 10 lần Lập tức ổn định được cục diện Nhưng ngược lại Tình huống của ảnh vô tà càng lúc càng không ổn Y vừa mới tỉnh lại Trạng thái hoàn toàn không thích hợp Bởi vì luyện cổ thất bại Lại vận dụng sát chiêu ác chủ bài để tăng vọt vận khí bản thân Dẫn đến hồn phách bị thương nghiêm trọng Sau khi tỉnh lại Đi lại ngựa không dừng vó chủ trì cổ trận siêu cấp, ngay cả thời gian chữa thương cũng không có. Ảnh vô tà chủ trì cổ trận siêu cấp được một lát đã cảm thấy đầu ván mắt hoa, cơ thể lung lay như sắp đổ, muốn ngất đi lần nữa. Không được, cổ trận siêu cấp này vốn rất khó chủ trì, lại phải chống đỡ suy tính của trí đạo, lúc nào cũng hao phí rất nhiều khí tinh thần của ta. Ta không còn cách nào kiên trì nổi nữa. Tâm ảnh vô tà như chìm xuống đáy cốc. Thạch nô, hắc lâu lan ảnh vô tà truyền âm gọi. Bất đắc dĩ, y đành đem cách thức vận chuyển cổ trận siêu cấp nói cho hai người kia biết, để đối phương hỗ trợ. Sau đó không lâu, y đã hoàn toàn không trụ nổi, chìm vào hôn mê. Chủ nhân. Thạch nô trung thành tuyệt đối. Sau khi đã có thể thao tác cổ trận siêu cấp, gã phát hiện tình trạng của ảnh vô tà cực kỳ không ổn, lập tức vận chuyển cổ trận trị liệu cho ảnh vô tà. Hắc lâu lang thì phụ trách phòng ngự suy tính của Tử Vi tiên tử cục diện khó khăn lắm mới ổn định lại. ảnh vô tà rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. trạng thái của y đã tốt hơn rất nhiều. khi tỉnh lại, y hỏi, ta đã ngất bao lâu rồi? thạch nô đáp, hai ngày ba đêm, thưa chủ nhân. đối phương đã ngừng suy tính chưa? ảnh vô tà lại hỏi. vẫn chưa. lần này là hát lâu lan truyền âm đến. sắc mặt ảnh vô tà trở nên nghiêm túc, tâm lại càng chìm xuống đáy cốt hơn người đó suy tính liên tục hai ngày ba đêm không ngừng xem ra đối phương tám chín phần là đại năng trí đạo thiên đình bản lĩnh trí đạo đủ để so sánh với tháp chủ giám thiên hai thiên đình nước thiên đình quá sâu trải qua ba đời tiên tôn chấp chưởng vô số cổ tiên bác chuyển tiến vào chiếm giữ ảnh tông phát triển mười vạn năm có thể nói là thế lực khổng lồ nhưng so sánh với thiên đình nội tình vẫn còn rất nông cạn ảnh tông nghiên cứu mấy vạn năm bỏ ra một cái giá rất lớn mới thành công sắp xếp một nội gian là luyện cửu sinh vào thiên đình. Nhưng sau khi luyện cửu sinh tiến vào thiên đình, tin tức thu thập được cũng không nhiều. Phần lớn cổ tiên thiên đình đều ngủ say, rất ít khi xuất động. Nhưng những tin tức không nhiều này vẫn thể hiện được một góc thực lực của thiên đình, khiến cho trên dưới ảnh tông cảm thấy lo lắng. Đứng mũi chịu sào là do thiên đình có được túc mệnh cổ cửu chuyển con tiên cổ này cho dù là hồng liên ma tôn năm đó cũng chỉ có thể làm hỏng mà không thể hủy diệt được toàn bộ lấy túc mệnh của cửu chuyển làm hạch tâm tạo ra tiên cổ ốc cửu chuyển là tháp giám thiên uy năng tuyệt luân danh phủ kỳ thực giám sát thiên hạ phạm vi điều tra bao quát toàn bộ ngũ vực còn có bạch thiên, hắc thiên lớn đến kinh thế hải tục tiếp theo động thiên thiên đình có thể nói là vô tai vô kiếp giống như là vì chiếm được rất nhiều mảnh vỡ thất thiên thái cổ cuối cùng nghiên cứu của cổ tiên thiên đình đối với tiên khiếu đã đạt đến tình trạng thâm bất khả trắc điều này ngay cả u hồn ma tôn cũng cảm thấy không bằng cổ tiên bắt chuyển gia nhập thiên đình điều đầu tiên cần làm chính là tự động kính dân tiên khiếu động thiên của mình ra gộp vào bên trong động thiên thiên đình khi rời khỏi thiên đình họ sẽ thu hoạch được một hư khiếu kỳ diệu chuyên dùng để cất giữ tài nguyên và cổ trùng phương pháp này dính đến sự huyền bí sâu nhất của thiên đình hình như là thủ bút của nguyên thủy tiên tôn sau khi cổ tiên Bác chuyển gốc tiên khiếu động thiên của mình vào Thiên Đình, nhất định sẽ được miễn trừ tai kiếp, đồng thời có thể chìm vào ngủ say, duy trì tuổi thọ trôi qua. Thiên Đình từ thời viễn cổ đến nay, từ 3 triệu năm trước đã được tạo ra. Trong đó, tiên khiếu động thiên của ba vị tiên tôn, còn có rất nhiều động thiên của cổ tiên Bác chuyển, tất cả đều thuộc về Thiên Đình. Vì thế, động thiên của Thiên Đình rộng lớn vô cùng, nghe đến trợn cả người. Tài nguyên bên trong không gì có thể sánh nổi. Chỉ dựa vào những tài nguyên này, động thiên thiên đình hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, không cần thu hoạch thứ gì bên ngoài ngũ vực. Trước cuộc thiên đình có bao nhiêu cổ tiên bác chuyển đang ngủ say, rất nhiều thành viên thiên đình cũng không biết rõ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, ai cũng có thể đoán được thế lực tiềm ẩn của thiên đình kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có thọ cổ mới có tính năng gia tăng tuổi thọ. Cổ tiên thiên đình ngủ say để kiếm duyên thọ, nhất định cũng có khuyết điểm. Chỉ là khuyết điểm này rốt cuộc là gì, luyện cửu sinh vẫn chưa tìm ra. Đây cũng là một trong những điều đáng tiếc nhất của U Hồn Ma Tôn. So sánh với thiên đình, ảnh tông chỉ hơn 10 vạn năm thật sự quá yếu kém. Ảnh tông giống như một ngọn núi băng, cương minh phân bố ngũ vực chỉ là phần núi băng hiện lên trên mặt biển. Nghiễn Thạch Lão Nhân, Bạc Thanh, Tử Sơn Chân Quân là phần núi băng nằm dưới mặt biển. Còn thiên đình thì tương đương với vùng biển bao quanh núi băng. Biển thì thâm bất khả trắc núi băng thì trôi nổi trên mặt biển nhưng chỗ sâu dưới biển rốt cuộc ẩn giấu thứ gì có phải là ẩn tàng rất nhiều long mãn tiên hùng hay không khả năng vĩnh viễn không có người biết đến tháp chủ giám thiên luyện cửu sinh bích thần thiên tử vi tiên tử sa bà bà cũng chỉ là cổ tiên bác chuyển gia nhập thiên đình trong vòng mấy nghìn năm gần đây còn chưa tìm hiểu được chỗ sâu dưới đáy biển chỉ là sóng lớn trên mặt biển mà thôi chủ nhân tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào thạch nô hỏi ảnh vô tà im lặng thật lâu y cảm thấy lo lắng vô cùng hiện tại suy tính của tử vi tiên tử giống như một thanh trường mô bức bách đám người ảnh vô tà phải nâng khiên phòng thủ mặc dù cổ trận siêu cấp rất lợi hại có thể ngăn cản tử vi tiên tử suy tính nhưng cổ trận siêu cấp lại cần cổ tiên chủ trì chẳng khác nào trói buộc tay chân đám người ảnh vô tà còn nếu chỉ đơn thuần phòng thủ quá mức bị động thủ lâu tất mất đó không phải là hành động sáng suốt Thiên đình xuống tay với ta, chỉ sợ không chỉ đối phó với ảnh tông ta, mà còn có ý truy sát phương nguyên. Nhục thể của ta chính là phương nguyên, cho dù chỉ là trình độ nhất định, thì cũng là cản tai cho tên phương nguyên kia. Lần này luyện chế định tiên du không thành, điều này rất kỳ lạ. Mười lần cơ hội, cộng thêm lần cuối gia tăng vận khí điên cuồng, cho dù nguyên nhân liên vận phân mỏng khí vận của ta, khả năng thành công cũng phải tương đối lớn. Tình huống phương nguyên như vậy mà còn có thể thành công, Tình huống bên này của ta còn tốt hơn cả hắn, nhưng lại thất bại. Chỉ sợ Định Tiên Du đã bị người ta đoạt luyện rồi. Nếu là như vậy, khả năng lớn nhất chính là Thiên Đình. Lúc này, bên phía Phúc Địa Lang gia, Nội Giang Mao Lục đã truyền thư thỉnh tội cho ảnh Vô Tà. Vì thế, ảnh Vô Tà biết được tình huống của Phương Nguyên vô cùng rõ ràng. Xem ra chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, tráng sĩ chặt tay mà thôi. Sắc mặt ảnh Vô Tà trở nên kiên quyết y quyết định bỏ lại thuộc hạ tự mình chạy trốn với công năng của cổ trận siêu cấp có thể che giấu khí tức của y một khoảng thời gian khiến cho suy tính của tử vi tiên tử chỉ dồn vào cổ trận cứ như vậy ảnh vô tà có thể thừa cơ chạy thoát vượt qua bức tường ngăn giới ngũ vực rời khỏi trung châu trung châu là đầm rồng hang hổ thế lực ảnh tông lưu lại quá ít rời khỏi nơi này đến bất kỳ vực nào trong ngũ vực đối với ảnh vô tà mà nói chính là trời cao biển rộng Đoạt luyện định tiên du thất bại, bản thân ta chỉ là lục chuyển hạn chót, vượt qua bức tường ngăn giới cũng không khó khăn như thất chuyển, bát chuyển. Tiếp theo chỉ có thể vất vả một chút, chỉnh hợp lại tất cả thế lực còn sót lại của bốn vực. Cho dù Thiên Đình có định tiên du lục chuyển, đám cổ tiên bát chuyển cũng không dùng đến. Tháp giám thiên đã bị hủy, không sợ nó điều tra ra. Ta chỉ có thể bỏ doanh địa ở đây mà thôi. Mà người chủ trì cổ trận ít nhất phải là hai lục chuyển hoặc một thất chuyển. Ảnh Vô Tà suy nghĩ một lát, quyết định bỏ qua Thạch Nô, mang theo Hắc Lâu Lang và Thái Bạch Vân Sinh rời đi. Ba người này đều trung thành, cũng có thể khiến cho y yên tâm, nhất là Hắc Lâu Lan, tiếp theo là Thạch Nô, cuối cùng là Thái Bạch Vân Sinh. Nguyên nhân chủ yếu, tiếp theo y phải vượt qua bức tường ngăn giới nhiều lần. Khi vượt qua bức tường ngăn giới, tu vi thấp hơn một chút, ngược lại càng có ưu thế. Thạch Nô với tu vi thất chuyển thì hơi vướng víu ảnh vô tà đã đưa ra quyết định, lập tức áp dụng ngay. Thạch Nô không hề có bất kỳ dị nghị nào. Lòng trung thành của gã đã được Tuế Nguyệt ghi nhận. Thậm chí trước đó gã còn đem hết tất cả cổ trùng tích lũy được của mình và bộ tộc người đá bên trong tiên khiếu giao cho ảnh vô tà. Tiên khiếu của ảnh vô tà là tử địa, vì thế y đã đưa cổ trùng và bộ lạc người đá tạm thời nuôi bên trong tiên khiếu của Hắc Lâu Lan. Mang theo Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh, để lại Thạch Nô thu hút hỏa lực, ảnh vô tà lập tức rút lui, mục tiêu trực chỉ bức tường ngăn giới ngũ vực. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm nổ vang, đất đá tung bay. Bụi mù nổi lên bốn phía, ảnh vô tà bỗng nhiên há miệng ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm gừ của y không thể nghe thấy, nhưng ba vị cổ tiên Trung Châu tấn công lại chấn động toàn thân, hồn phách ba động kịch liệt. Không ổn rồi. Đây chính là sát chiêu hồn đạo tiên cấp. Ba vị cổ tiên Trung Châu vội vàng phòng ngự rút lui. Nhân cơ hội tốt, ảnh vô tà hét lớn một tiếng, xúc lĩnh Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan rời đi. Khi đám cổ tiên Trung Châu lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng của đám người ảnh vô tà nữa. Đây là sát chiêu hồn đạo gì thế? Thật sự lợi hại. Một khắc đó ta cứ có cảm giác bị chấn động đến hồn phi phách tán. Ba cổ tiên này, dựa theo khí tức, tất cả đều đến từ Bắc Nguyên. Bọn họ che che giấu giấu, hành tung quỷ dị, rốt cuộc bọn họ là ai? Bọn họ xuất hiện trước cửa địa uyên của hồn môn chúng ta, có phải sự kiện lúng siêu cấp trước đó có liên quan đến bọn họ hay không? Sắc mặt ba vị của tiên trung châu trầm xuống, vừa chữa thương vừa truyền âm giao lưu. Ta phải báo cáo tin tức này lại cho môn phái để môn phái phân phó viện binh. Đuổi theo. Ba người kia đã trúng sát chiêu tiên đạo của ta. Ta có cảm ứng, bọn họ chạy không thoát đâu. Ba vị của tiên trung châu ổn định thương thế, lập tức lên đường truy kích. Sau khi đuổi theo được một lát, cảm ứng đột nhiên biến mất. Vị cổ tiên Trung Châu dẫn đầu cảm thấy khó hiểu, thật kỳ lạ. Sát chiêu tiên đạo này của ta chỉ mới được nghiên cứu mấy năm trước mà thôi, có tác dụng truy tung rất tốt. Người biết nó cũng rất ít. Trước cuộc đối phương giải trừ như thế nào? Chủng loại tiên cổ rất phong phú, lại có thể thông qua tổ hợp hình thành sát chiêu. Thủ đoạn của cổ tiên lại tầng tầng lớp lớp, khó mà tính toán. Nói không chừng đối phương đúng lúc có phương pháp khắc chế sát chiêu tiên đạo của ngươi thì sao? Khả năng này thì có, nhưng không cao. Theo ta thấy, chưa chắc là giải trừ. Nói không chừng chỉ là tạm thời ngăn chặn hoặc dựa vào thủ đoạn nào đó để che giấu mà thôi. Vị cổ tiên thủ lĩnh trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng, "Chúng ta đuổi đến chỗ này, cảm ứng của sát chiêu tiên đạo đột nhiên bị gãy mất, tất có điểm kỳ lạ trong đó. Chẳng lẽ bọn họ chui vào tiên khiếu của người bên ngoài?" Tiên khiếu chính là một tiểu thiên địa bên ngoài. Độc lập với cửu thiên ngũ vực. Người nghịch mệnh ở bên trong phúc địa, động thiên đều có thể tránh được tháp giám thiên điều tra. Ví dụ như ảnh vô tà chui vào tiên khiếu người khác, thủ đoạn truy tung của vị cổ tiên thủ lĩnh tất nhiên là không có tác dụng. Nhưng chuyện chui vào tiên khiếu người khác rất ít khi phát sinh trong giới cổ tiên. Thứ nhất, tiên khiếu của cổ tiên là quan trọng nhất, rất ít người để cho người khác chui vào tiên khiếu nhà mình. Thứ hai, hành động lần này cũng có hại. Bên trong tiên khiếu của cổ tiên cũng ẩn chứa đạo ngân. Cổ tiên tiến vào bên trong tiên khiếu của cổ tiên khác, đạo ngân của cả hai bên sẽ quấy nhiễu lẫn nhau, cản tai, thậm chí bài xích, hao tổn. Hao tổn như thế nào thì xem tình huống cụ thể mà định ra. Nói chung, lấy lớn bao nhỏ, lấy nhiều bao thiếu thì mới ổn định. Cho dù lấy nhỏ bao lớn, chỉ cần hai bên chênh lệch không bao nhiêu cũng có thể dùng tiên khiếu để chở cổ tiên chỉ là sẽ có phương diện bị tổn thất hoặc nhiều hoặc ít mà thôi nếu đặt tiên khiếu bên trong thiên địa bên ngoài câu thông hai khí thiên địa tương đương với việc bám vào phía trên mặt đất ngũ vực vững chắc hơn so với ở bên trong cơ thể cổ tiên rất nhiều có thể chuyên chở được càng nhiều cổ tiên có tu vi cao hơn nhưng nếu cổ tiên chui vào tiên khiếu có tu vi quá cao đạo ngân quá nhiều tiên khiếu sẽ bị nổ tung vì quá no giống như thế giới mảnh vỡ cửu thiên thái cổ chỉ cho phép người có tu vi nhất định tiến vào thăm dò cổ tiên có tu vi quá cao thì không thể đi vào cưỡng ép tiến vào chỉ có thể làm cho mảnh vỡ thế giới nổ tung mà thôi trong này còn có một tình huống đặc biệt đó chính là tiên khiếu của tiên cương mọi người đều biết tiên khiếu của tiên cương chính là tử địa thời gian đồng bộ với bên ngoài không gian bên trong không ngừng vỡ vụn đây có thể được xem là một quá trình đạo ngân ly tán quy về nhục thân cổ tiên cho nên chui vào tiên khiếu đã chết của cổ tiên cũng không dẫn đến tình trạng đạo ngân hao tổn lẫn nhau. Cùng lắm thì tốc độ vỡ vụn của tử khiếu tăng lên, khiến cho tốc độ đạo ngân tiên khiếu quay về nhục thân cũng nhanh hơn mà thôi. Vị cổ tiên thủ lĩnh đã sớm tính toán tình huống này. Vì thế ba người ảnh vô tà, Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan đều trúng sát chiêu tiên đạo của ông ta. Bởi vậy, cho dù chui vào bất cứ tiên khiếu của ai, chỉ còn lại một người cũng sẽ bị ông ta cảm ứng được. Trong lúc vị cổ tiên thủ lĩnh suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một phỏng đoán, chẳng lẽ có người đặt tiên khiếu bên ngoài, hai cổ tiên còn lại đều ẩn mình bên trong tiên khiếu đó. Nhưng cổ tiên thu khiếu thì dễ, hạ khiếu lại cần thời gian, sẽ dẫn phát thiên địa chấn động, nào có chuyện lặng yên không một tiếng động mà hạ xuống tiên khiếu chứ. Nhưng thủ đoạn của cổ tiên tầng tầng lớp lớp, không thiếu điều lạ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, biết chừng đâu đối phương có thủ đoạn hạ khiếu thì sao? Vị cổ tiên Trung Châu trái lo phải nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra thành quả gì. Nhưng điều này cũng không cản trở ông ta ứng đối. Cảm ứng của ta bị cắt đứt ở đây, cũng chẳng có mục tiêu đuổi theo, chi bằng ở lại đây trinh sát, đảm bảo hiện trường, chờ cổ tiên trí đạo trong môn đến suy tính. Vị cổ tiên thủ lĩnh Trung Châu nói. Đề nghị này của ông ta khiến cho hai người kia gật đầu liên tục, cũng không ai có bất kỳ dị nghị nào. Bọn họ do dự không đi, xem ra là chuẩn bị ở lại đây. Bên trong cổ trận siêu cấp, Thái Bạch Vân Sinh quan sát bên ngoài, thở dài một tiếng. Ba vị cổ tiên thất chuyển này do cổ hồn môn phái đến, dò xét sự kiện lúng siêu cấp. Chủ nhân ngươi có thể đào thoát đã là chuyện may mắn rồi, xin hãy chữa thương đi. Thạch Nô khuyên nhủ. Hắc Lâu Lan im lặng không nói. Sắc mặt ảnh vô tà trắng bệch, giọng nói đứt quãng, không nghĩ đến ba vị cổ tiên này lại ở đây chờ ta. Y quyết định bỏ xe giữ tướng, nhưng không nghĩ đến vừa mới rời đi không bao lâu đã bị cổ tiên cổ hồn môn phát hiện. Sau một phen kịch chiến, ba người ảnh vô tà không địch lại, đành phải lui về cổ trận siêu cấp. Có cổ trận siêu cấp che giấu, sát chiêu tiên đạo trên đám người hát lâu lan tạm thời không có tác dụng. Ba vị cổ tiên thất chuyển cổ hồn môn đang phi hành bên trên cổ trận siêu cấp, nhưng cổ trận siêu cấp lại không tầm thường, không chỉ có thể che giấu bản thân, mà còn trong trạng thái hư hóa, không có thực thể, không để cho ba vị của Tiên Trung Châu phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Hắc Lâu Lan thầm nghĩ, dùng ánh mắt hỏi thăm ảnh vô tà. Ảnh vô tà chuyển ánh mắt sang chỗ khác, lấp lóe không yên. Sau khi suy nghĩ một lát, y dường như có một quyến tâm, hung hăng nghiến răng. Trước mắt đang hãm vào tuyệt cảnh, chỉ có thể như thế. Một lát sau, bảo hoàng thiên một bảo quan phóng lên tận trời, vừa thô vừa lớn vừa mới xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt bên trong bảo hoàng thiên. Bảo bối gì thế? Tại sao lại có thể phát ra bảo quan khổng lồ như vậy? Tiên cổ, lại là tiên cổ. Có người muốn thông qua bảo hoàng thiên vận chuyển tiên cổ sao? Đúng là xa xỉ. Rất nhiều ý chí cổ tiên đều giao lưu với nhau. Cảnh tượng quen thuộc khiến bọn họ nhớ đến cách đây không lâu, địa linh lan gia đã thông qua bảo hoàng thiên để vận chuyển tiên cổ kiếm đạo cho phương nguyên nhưng rất nhanh, mọi người đột nhiên oanh động. Thì ra ý chí cổ tiên trong coi đã công khai tuyên bố, tiên cổ này được bán ra ngoài, ai cũng có thể mua nhưng là cổ đổi cổ, hoặc trao đổi tiên tài trong danh sách. Đám cổ tiên đều chấn động. Tiên cổ đổi tiên cổ là chuyện bình thường trong giới cổ tiên, gần như là phương thức giao dịch duy nhất. Nhưng không nghĩ đến giao dịch tiên cổ lại có thể dùng tiên tài để đổi. Điều này khiến cho người ta vừa mừng vừa sợ. Nhất thời, toàn bộ Bảo Hoàng Thiên đều sôi trào. Trung Châu, Đông Hải, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Nguyên, cổ tiên đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải đều cảm thấy hứng thú với con tiên cổ này. Nhất là khi bọn họ phát hiện tiên tài trong danh sách cũng không quá hiếm có. Chỉ cần gom góp đủ đổi lấy con tiên cổ này cũng không bị lỗ vốn. Thời gian trôi qua, một đợt giao dịch tiên cổ đột nhiên xuất hiện, dẫn phát banh động toàn bộ Bảo Hoàng Thiên. Càng ngày càng có nhiều cổ tiên biết được tình huống nơi này, đều vội vàng chạy đến đưa ra giá. Giá tiền rất công bằng, khiến cho đám cổ tiên vì thế mà tim đập thình thịch. Ảnh Vô Tà cười lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Người bán tiên cổ không phải ai khác mà chính là y. Tiên cổ bình thường sẽ không bán. Bởi vì luyện cổ rất khó khăn, tiên cổ lại duy nhất, ngay cả 100 phần tiên tài cũng chưa chắc luyện chế ra được. Nhưng Ảnh Vô Tà đã bị buộc đến tuyệt lộ, thật sự không còn biện pháp nên mới lựa chọn bán tiên cổ y có sát chiêu tiên đạo, tiên cổ phương, đều là ý chí u hồn ma tôn bên trong đóa hồng liên trên dòng sông thời gian truyền cho y. Bởi vì Xuân Thu Thiền gánh chịu ý chí có hạn, những thứ này sau khi trải qua tuyển chọn cẩn thận mới để ảnh vô tà ghi nhớ, từng cái đều rất có giá trị. Nhưng y không thể bán những thứ đó, tất cả đều có tác dụng rất lớn trong việc nghĩ cách cứu viện bản thể u hồn ma tôn. Bán đi chính là tiết lộ nội tình cho người khác. Những thứ này không thể bán được tài nguyên tu hành trước đó đã được dùng để đổi lấy tiên tài luyện chế định tiên du ảnh vô tà chỉ còn một biện pháp chính là bán tiên cổ y có không ít tiên cổ đa số đều là của phương nguyên hiện tại bán đi chính là tiên cổ thiết quan ưng lực trong giới cổ tiên cho dù cổ tiên lực đạo rất ít nhưng con tiên cổ này cũng vẫn phát quanh động bởi vì giá của nó không cao rất nhiều cổ tiên lục chuyển không có tiên cổ trên người cũng có thể mua được không ngoài dự liệu của ta trước bán con tiên cổ thiết quan ưng lực này đã dẫn phát oanh động về sau bán con tiên cổ khác có thể mở giá cao hơn ảnh vô tà cười lạnh trung châu thiên đình tử vi tiên tử có biết chuyện gì phát sinh bên trong bảo hoàng thiên không sa bà bà lợi dụng cổ trùng truyền tin đến tử vi tiên tử vẫn luôn toàn lực suy tính vị trí phương nguyên nhưng nàng không biết hồn phách và nhục thân của phương nguyên đã tách ra lực lượng suy tính của nàng ta đều tập trung vào người ảnh vô tà cách nàng gần nhất. Còn Phương Nguyên thì đang lẫn trốn bên trong phúc địa lan gia. Hai bên cách nhau hai bức tường ngăn giới, sức mạnh suy tính trở nên cực kỳ bé nhỏ. Sau khi được sa bà bà nhắc nhở, tử vi tiên tử mỉm cười, tạm thời dừng suy tính, bên trong bảo hoàng thiên đang bán cổ thiết quan ưng lực. Còn muốn đổi lấy tiên cổ vũ đạo như định tiên du. Xem ra Phương Nguyên đã bị ta đẩy vào tuyệt cảnh, không thể không ra hạ sách này. Đáng tiếc, nếu đổi lại người bên ngoài, Bảo Hoàng Thiên quấy nhiễu không được, nhưng Thiên Đình lại là một ngoại lệ. "Người đâu, mau mở kho tàng, ta muốn tiến hành một vụ giao dịch với Thiên Linh của Bảo Hoàng Thiên." Thiên Linh của Bảo Hoàng Thiên cao ngạo vô cùng, rất ít khi xuất hiện, ngay cả Thiên Đình cũng không quan tâm. Đã từng có tôn giả uy hiếp, nhưng Thiên Linh thà chết cũng không chịu khuất phục, khiến cho vị tôn giả đó cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên Đình lớn như vậy, muốn bức bảo hoàng thiên xa lánh ảnh vô tà là chuyện không thể nào. Nhưng tử vi tiên tử đang nghe chuyện trên TV audio CV lại vô cùng tự tin về điều này. Nam Cương Núi Thương Lượng Mặt trời treo trên cao, sắc trời chói lọi. Người trên núi Thương Lượng đông nghìn nghịt, âm thanh vô cùng huyên náo. Bóng dáng cổ sư tứ chuyển đỉnh phong thương bất ly xuất hiện ở đỉnh núi, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cho dù thương bất ly đã từng trải qua nhiều chiến trận, kinh nghiệm lão làng, nhưng giờ phút này cũng không kiềm chế được sự lo lắng bất an trong lòng. Bởi vì lúc này thương gia sẽ cử hành một buổi lễ long trọng, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Người đến tham dự gồm có đại diện của thế lực thiết gia, dực gia, vũ gia, hầu gia ở Nam Cương, cũng có cường giả ma đạo, tán tu thành danh, kiêu hùng hào kiệt. Có thể nói là tinh anh giới Nam Cương tụ hội. Thương gia khác với các thế lực còn lại, nằm ở chính sách diễn võ trường diễn võ trường của các thế lực chính đạo khác đều nhằm vào gia tộc nhưng diễn võ trường của thương gia lại có thể thu nạp cổ sư ma đạo tán tu ngoại lai thương gia lấy thương làm gốc đại bản doanh nằm trên núi thương lượng mọi thứ đều dễ thương lượng là đầu mối then chốt lớn nhất của chính đạo ma đạo tán tu điều này không chỉ giới hạn trong giới cổ sư mà còn bao gồm cả giới cổ tiên cổ tiên thương gia thường xuyên đảm đương vị trí trung gian trong giao dịch giữa ma đạo và chính đạo nhìn thấy thương bất ly xuất hiện rất nhiều cổ sư trên núi thương lượng đều ý thức được đại điển thương gia đã chính thức bắt đầu toàn bộ núi thương lượng đều im lặng lại càng khiến thương bất ly cảm thấy áp lực hơn ông ta hít sâu một hơi bắt buộc bản thân tỉnh táo lại lớn tiếng tuyên bố đại điển kế vị tộc trưởng thương gia bắt đầu sau một khắc tiếng nhạc hào hùng vang lên rất nhiều chim đủ màu bay múa bốn phía. Trên bầu trời điểm kim hoa, cẩm tú huy hoàng. Từ trong núi thương lượng kéo ra một con đường ánh sáng màu đỏ. Một cô gái mặc trang phục lộng lẫy từng bước một bước lên con đường ánh sáng, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mái tóc dài đen nhánh thả xuống hai vai, vân đạm phong khinh. Da thịt của nàng trắng sáng như tuyết, tóc chậm chậm bước đi. Nàng chính là thương tâm từ. Nhất thời, tất cả võ sư trên núi đều vô thức nín thở ngưng thần. Quá đẹp. Đây chính là tộc trưởng đời tiếp theo của thương gia sao. Cô gái này quả là ôm nhu, chẳng khác nào tiên nữ. Rốt cuộc nàng ấy có lai lịch như thế nào? Mọi người bàn tán ầm ĩ, nhưng những âm thanh này đều bị tiếng nhạc tráng lệ bao trùm. Về phần khu vực khách quý, cường giả đến từ các thế lực, hoặc ma đạo, tán tu cũng đều nhìn chầm chầm thương tâm từ đang chậm rãi bước lên đài, bí mật truyền âm cho nhau nàng ấy chính là con gái riêng của thương yến phi thanh danh không quá hiển hách tư chất không cao tu vi lại yếu không nghĩ đến cuối cùng nàng ấy lại là người leo lên chức tộc trưởng vận mệnh đúng là trêu ngươi thật là đáng tiếc đáng tiếc đại chiến núi nghĩa thiên chết biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt toàn bộ thế lực lớn nhỏ nam cương đều rung chuyển một lần nữa tẩy bài còn di tích núi nghĩa thiên đã trở thành bí ẩn lớn nhất nam cương thương tâm từ từng bước một bước đi trên con đường ánh sáng màu đỏ dưới vạn chúng chú mục tay áo nàng bồng bềnh khoan thai bước lên đỉnh núi thương lượng bức tường mây hội tụ trên không trung hào quang vạn đạo tập trung thành một bảo tọa mọi người không khỏi ngước đầu nhìn lên nhất thời phong thái của thương tâm từ trở nên vô lượng trong giới cổ sư nam cương hôm nay ngươi chính là nhân vật chính duy nhất thương thanh thanh lẩm bẩm là nữ tiên tiền bối thương gia nàng đã dốc hết sức ủng hộ thương tâm từ leo lên vị trí tộc trưởng thương gia thương tâm từ trở thành tộc trưởng thương gia thương thanh thanh vì phòng ngừa đạo chích quấy rối đã sớm ẩn mình âm thầm trấn áp cục diện sau cuộc đại chiến núi nghĩa thiên nam cương lâm vào loạn cục trung chuyển nhất mấy trăm năm qua nàng ta có thể xuất lĩnh thương gia đứng vững gót chân thậm chí khai cương khuếch thổ không thương tham mặt hỏi diện mạo của y vẫn còn là thanh niên một thân áo bào lam dáng người thon gầy, lúc này đang nhìn chăm chú thương tâm từ, trong ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi và tìm tòi. Thương Thanh Thanh mỉm cười nói, tộc trưởng lịch đại đều là lịch luyện mà ra. Huống hồ ta coi trọng thương tâm từ không phải là ở năng lực của nàng ta mà là ở tấm lòng và ý chí. Những tính cách này đã tạo nên mị lực về nhân cách khó nói nên lời trên con người của nàng ta, có thể nói là riêng một ngọn cờ trên thế gian này. Ngươi nhìn trên núi đi, đám thủ hạ của nàng ta đều lệ nóng quanh trồng, nhìn ra được bọn họ trung thành và nhiệt tình với thương tâm từ đến cỡ nào. Cục diện lộn xộn, thân phận phức tạp của những người ở đây, bây giờ lại cùng nhau quy tâm. Ồ! Thương tham mặt nghe xong, trong lòng hơi động, biết được nguyên nhân vì sao thương thanh thanh lại lựa chọn cô gái này đảm đương chức tộc trưởng thương gia, cũng không phải chỉ coi trọng nhân phẩm của nàng ta, mà còn trải qua một phen khảo sát và định giá. Y thuận theo sự chỉ điểm của thương thanh thanh, ánh mắt di chuyển xuống dưới nghĩ không ra có một ngày tiểu thư có thể trở thành tộc trưởng của thương gia hu 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 tiểu thư rốt cuộc thì chúng ta hết khổ rồi tiểu điệp vui đến phát khóc nàng là nha hoàng tâm phúc của thương tâm từ như hình với bóng với thương tâm từ ở thương gia nàng đã theo thương tâm từ vào thương đội đến thành thương gia cùng chung hoạn nạn là người trung thành nhất lão gia nếu ngài ở sinh tử môn biết được nhất định sẽ rất vui Tiểu thư hoàn toàn không giống những đứa con khác của ngài. Nàng ấy nhất định có thể mang đến cho thương gia một tương lai khác biệt. Hốc mắt nha hoàng Tiểu Lan phím hồng. Tiểu Lan là cô nhi, từ nhỏ đã được thương Yến Phi nhận nuôi. Bởi vì năng lực làm việc tốt, nàng được thương Yến Phi phân cho thương tâm từ. Bây giờ thương Yến Phi đã chết trong đại chiến núi Nghĩa Thiên, sự trung thành của nàng đối với thương Yến Phi đã hoàn toàn chuyển sang thương tâm từ. Còn Chu Toàn thì im lặng không nói ông ta vốn là tộc trưởng chu gia bản tính cao ngạo sau khi chu gia bị diệt vong ông ta sống cuộc sống nghèo túng bên ngoài kinh doanh cửa hàng trong thành thương gia về sau bị phương nguyên bức bách quy về dưới trướng thương tâm từ nhìn thấy thương tâm từ chậm rãi ngồi vào vân tọa ánh mắt chu toàn trở nên hoảng hốt lúc này ông ta bỗng nhiên nhớ đến phương nguyên khóe miệng nhếch lên nụ cười phức tạp hắc bạch song sát không biết lão phu có nên cảm tạ các ngươi hay không bây giờ tiểu thư trở thành tộc trưởng thương gia hy vọng phục hưng chu gia của ta đã có rồi nhưng chợt chu toàn lại nghĩ lại không chuyện phục hưng gia tộc còn phải gác lại một bên mặc dù tiểu thư đã leo lên chức tộc trưởng nhưng loạn thù trong giặc ngoài tình cảnh không tốt ta sao có thể trong thời điểm này là lúc tiểu thư cần thuộc hạ phụ tá nhất lại rời đi chứ chu toàn cũng không bị cảnh tượng long trọng chung quanh làm cho choáng váng đầu óc ông ta nhìn lên thương bất ly và vạn thiên sơn khi thương yến phi còn đảm đương chức tộc trưởng ông có năm vị thuộc hạ đắc lực danh xưng ngũ đại tướng tài thương gia sau cuộc đại chiến núi nghĩa thiên ngũ đại tướng tài thương gia chỉ còn lại hai người chính là thương bất ly và vạn thiên sơn thương bất ly phụ trách mua bán nô lệ vạn thiên sơn phụ trách tài nguyên trên núi của thương gia như khoáng mạch dược vật săn bắn một người họ thương là đại diện cho thế lực bản tộc thương gia một người họ vạn là gia lão khác họ đại diện cho lợi ích của cổ sư khác họ ở thương gia có hai cường nhân này tình huống của tiểu thư ở thương gia chính là danh phủ kỳ thực làm không tốt sẽ bị hai người này liên hợp đối phó trở thành tộc trưởng bù nhìn thân phận của tiểu thư vẫn không được toàn bộ người thương gia ủng hộ dù sao nàng cũng là con gái riêng của tộc trưởng trước đó tình huống của tiểu thư rất đáng lo bên ngoài lại càng là ám lưu trung dũng nguy cơ trùng trùng cuộc đại chiến núi nghĩa thiên chết quá nhiều người chẳng khác nào tẩy bài tài nguyên vô chủ cần phải tranh đấu và đỏ sức lần nữa nhân lực vật lực mà tiểu thư có thể dùng thực sự quá ít không thể so sánh với huynh đệ tỷ muội còn lại huống chi còn phải xử lý sự kiện bên ngoài gia tộc nữa mà cố tình vệ phu nhân lại muốn rời khỏi tiểu thư mà đi nghĩ đến đây chu toàn tức giận nhìn vệ đức hinh bên cạnh trong lòng vô cùng bất mãn ông ta là đại tổng quản bên cạnh Thương Tâm Từ, biết được rất nhiều tin tức. Vệ Đức Hinh là phu nhân tộc trưởng vệ gia, có khả năng huấn luyện vệ binh. Bởi vì nàng ta có thai, muốn bảo vệ huyết mạch của trưởng phu, Phương Nguyên nhìn trúng nhược điểm này, tiến hành kiềm chế và uy hiếp, cuối cùng đã khiến cho nàng ta quy thuận bên cạnh Thương Tâm Từ, giúp Thương Tâm Từ nuôi dưỡng một đám quân hộ vệ ưu tú. Đồng thời bản thân nàng còn đảm nhận chức thân vệ cho Thương Tâm Từ. Bây giờ nàng ta đã sinh con, thay trượng phu thành công kéo dài huyết mạch bởi vì thường xuyên lộ mặt tin tức của nàng ta đã được đệ đệ là vệ thần kinh biết được cách đây không lâu vệ thần kinh gửi thư khuyên vệ đức hình đến chỗ của gã cùng với gã quy thuận vũ gia vệ đức hình dao động không thôi dù sao trước đó nàng ta quy thuận thương tâm từ cũng là do phương nguyên uy hiếp nhưng chu toàn không biết trong lúc ông ta đang lo lắng cục diện vệ đức hình cũng cảm thấy lo lắng không thôi chu toàn đã từng là tộc trưởng một tộc có cái nhìn đại cục vệ đức hinh cũng không kém nàng ta là phu nhân tộc trưởng ánh mắt lại càng toàn diện hơn so với tiểu lan tiểu điệp thương yến phi đã chết mối thù giữa ta và thương gia cũng đã phai nhạt mặc dù ban đầu ta bị phương nguyên bức bách không thể không quy thuận tiểu thư nhưng qua thời gian ở chung ta dần dần hiểu được cách làm người của tiểu thư tiểu thư là người tốt mà người tốt trên thế giới này lại quá ít Tiểu đệ, tỷ tỷ có lỗi với đệ, không thể qua bên đó giúp đệ được. Đệ là gia lão của Vũ gia, mặc dù bị xa lánh, nhưng ít ra tính mệnh được bảo toàn. Còn tiểu thư bên này lại nguy cơ tứ phía. Vệ Đức hinh liên tục thở dài trong lòng. Bất kể thế nào, ta thân là tổng quản bên cạnh tiểu thư, ta phải thay nàng cân nhắc toàn diện. Trước mắt chính là lúc dùng người. Ba anh em Ma đạo Hùng Hỏa, Hùng Phong, Hùng Thổ phải lưu lại không thể để bọn họ đi được. Chu Toàn nhìn ba người bên dưới, ánh mắt lấp lóe tinh mang. Bất kể thế nào, ta thân là thân vệ bên cạnh tiểu thư, ta phải thay nàng mưu đồ. Thương Yến Phi đã chết, thương gia chỉ còn lại hai đại tướng tài, nhất định phải phòng bị bọn họ nhanh chóng đề bạt người mới. Tiêu viêm, ngươi chính là một ứng cử viên tiềm năng. Y không chỉ có chiến lực xuất sắc, mà còn sùng bái ngụy ương. Bởi vì quan hệ với Hắc Bạch song sát, Quan hệ giữa Ngụy Ương khi còn sống và tiểu thư rất tốt. Tiêu viêm cũng vì thế mà thân cận chút. Vệ Đức Hinh nhìn sang đám người tiêu viêm, trong lòng nhanh chóng tính toán. Trên bầu trời, thương tâm từ bắt đầu lên tiếng, vô cùng ngắn gọn, nhưng hàm ý thâm trầm, khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Đây không phải là do nàng nghĩ ra mà là do vệ Đức Hinh và Chu Toàn chuẩn bị. Sau khi nói xong, toàn trường nhất lên tiếng hoang hô như núi kêu biển gầm, Thân hình thương tâm từ dần dần biến mất. Nhưng buổi lễ đăng vị long trọng còn chưa kết thúc. Kế tiếp chính là tiệc trụ chúc mừng kéo dài một ngày một đêm, quét hết mọi đau thương khi tinh anh trong gia tộc hy sinh. Sau khi biến mất trên trời cao, thương tâm từ xuất hiện bên trong phủ thành chủ. Mệt quá, khi không còn ai chú ý, lúc này nàng mới bình tĩnh lại, cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi. Nhưng nàng biết, bây giờ không phải là lúc nàng có thể nghỉ ngơi nàng vận dụng cổ trùng gọi thân tín của mình đến. Tiểu Điệp, Tiểu Lan, Vệ Đức Hinh, Chu Toàn, Hùng Thổ, Hùng Hỏa, Hùng Phong đến. Thương tâm từ có chuyện muốn sắp xếp. Diệp Phàm đi trên đường, long hành hổ bộ, mắt ẩn tinh mang. Từ lúc y liều mạng không lùi, muốn bảo vệ thương tâm từ, y cũng đã được nữ tiên thương thanh thanh thưởng thức, thưởng cho một phần truyền thừa thượng giai và rất nhiều cổ trùng. Diệp Phàm đang đau khổ vì không có phương hướng tu hành sau khi có được phần truyền thừa tầm mắt trở nên rộng lớn cổ trùng cũng không thiếu tiền cảnh một mảnh quang minh y có thể được xem là ân nhân cứu mạng của thương tâm từ hiện tại y có thể tự do ra vào phủ thành chủ không ai có thể ngăn cản không nghĩ đến tiểu thư thương tâm từ lại có thể trở thành tộc trưởng thương gia nhưng vị trí tộc trưởng một tộc cũng không dễ làm huống chi là tộc trưởng thương gia dịp phàm ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn vừa nghĩ đến thương tâm từ tiêm diệp phàm cũng đập nhanh hơn ba phần y dần dần phát sinh tình cảm với thương tâm từ cũng không biết cái nhìn của thương tâm từ về y như thế nào y biết thương tâm từ đang ở trong phủ thành chủ cho nên không mời mà đến càng lúc càng gần cánh cửa cuối cùng đang gần ngay trước mắt rất nhanh có thể nhìn thấy tiểu thư tâm từ bước chân diệp phàm không khỏi tăng nhanh mấy phần y đứng trước cửa eo thẳng tắp chỉnh lại y phục chuẩn bị gõ cửa Đột nhiên y nghe thấy âm thanh của Thương Tâm Từ, các vị trước nghe ta nói, khi ta bước lên chức vị tộc trưởng, ta muốn làm một việc đầu tiên. Chuyện này đã sớm quanh quẩn trong lòng ta thật lâu. Ta muốn huy động lực lượng Thương Gia, hủy bỏ lệnh truy nã hắc sát đối với phương chính ca ca. Đương nhiên cũng có Bạch Sát tỷ tỷ. Diệp Phàm sững sờ, ngón tay nhất thời lơ lửng giữa không trung. Trong lúc Thương Tâm Từ đang thương thảo nghị sự với thuộc hạ nữ cổ tiên thương thanh thanh cũng mưu đồ đại sự tại phúc địa hoạt bảo. Phúc địa hoạt bảo là phúc địa công cộng của thương gia, lúc nào cũng tọa lạc bên trong thiên địa Nam Cương, vô cùng vững chắc, có thể giúp cho cổ tiên tự do ra vào. Cánh cửa phúc địa chính là hoạt bảo môn, bình thường rất thích móc cướp mũi loạn xạ. Cuộc chiến núi Nghĩa Thiên kết thúc, giới cổ tiên Nam Cương trong vòng mấy chục năm nữa sẽ rung chuyển bất an. Thái thượng đại trưởng lão thương gia chậm rãi lên tiếng. Ông liếc nhìn chung quanh một vòng, nói tiếp, tộc ta chuẩn bị có ba sự kiện lớn. Thứ nhất, cương minh các vực biến mất một cách kỳ lạ. Phân bộ cương minh Nam Cương cũng không ngoại lệ. Bọn họ chiếm cứ tài nguyên không ít, có thể để cho thương gia chúng ta sử dụng. Thứ hai, di tích núi Nghĩa Thiên bị mộng cảnh vần quanh. Thế lực chính đạo muốn liên hợp lại quản chặt nơi này, tiến hành nghiên cứu, ngăn chặn bất kỳ ma đạo và tán tiên nào. Thứ ba, đánh cực núi nghĩa thiên đã kết thúc nhưng lưu lại bên trong bảo hoàng thiên một phần tài nguyên tu hành vô cùng to lớn người tham gia cuộc đánh cược cổ tiên qua lão chính là người duy nhất có thể kế thừa phần tài nguyên này nhất định phải khống chế lão ta vào tay chúng ta cổ tiên thương gia liên tiếp gật đầu thái thượng đại trưởng lão nói đến ba sự kiện cũng là ba sự kiện lớn của giới cổ tiên nam cương dẫn động lòng người rất nhiều ta vẫn luôn chú ý bảo hoàng thiên không dối gạt các vị thương thanh thanh lên tiếng bỗng nhiên biểu hiện thay đổi thất thanh kêu lên chuyện gì xảy ra thế bảo hoàng thiên đóng cửa bảo hoàng thiên bắt nguồn từ đa bảo đạo nhân người này là cổ tiên thời trung cổ tu vi cao đến bát chuyển ông ta thu được một mảnh vỡ hoàng thiên dung nhập vào trong tiên khiếu động thiên của mình tạo thành bảo hoàng thiên một khi tiên khiếu cổ tiên có được mảnh vỡ cửu thiên thái cổ sẽ phải tọa lạc bên ngoài ngũ vực không thể di chuyển được nữa. Bảo Hoàng Thiên cũng giống như vậy. Sau khi hạ xuống lần thứ nhất, hơn 30 vạn năm vẫn ở vị trí cũ. Nhưng rốt cuộc vị trí cụ thể của Bảo Hoàng Thiên là ở đâu? Đây là một bí ẩn rất lớn, không ai biết được. Cổ Tiên Trí Đạo đã từng suy tính qua rất nhiều thời đại nhưng vẫn không có được đáp án chính xác. Chủ nhân đầu tiên của Bảo Hoàng Thiên là Đa Bảo đạo nhân, về sau cũng không còn ai kế nhiệm. Ngay cả tiên tôn ma tôn lịch đại cũng không tìm được phương vị cụ thể của bảo hoàng thiên bảo hoàng thiên sừng sững đến nay đã trở thành thị trường giao dịch đứng đầu giới cổ tiên ngũ vực tại sao đột nhiên đóng cửa như vậy cổ tiên thương gia đều kinh nghi sau khi bảo hoàng thiên được đa bảo đạo nhân khởi đầu mở ra hơn 30 vạn năm bất tri bất giác đã trở thành nguồn trợ lực chủ yếu cho cổ tiên tu hành chiếm một vị trí quan trọng trong suy nghĩ của cổ tiên trải qua một thời gian dài các cổ tiên đã quen với sự tồn tại của bảo hoàng thiên hiện tại bảo hoàng thiên đột nhiên đóng cửa thật sự khiến cho rất nhiều cổ tiên trở tay không kịp các người nói tại sao bảo hoàng thiên lại đóng cửa như vậy không xong rồi chúng ta đang mưu đồ tiền đánh bạc đại chiến núi nghĩa thiên lần này bảo hoàng thiên đóng cửa số tiền đánh bạc khổng lồ đó vẫn còn nằm bên trong bảo hoàng thiên chẳng lẽ thiên linh bảo hoàng thiên cũng muốn tham ô số tiền lớn này sao thái thượng đại trưởng lão thương gia khẽ lắc đầu thiên linh bảo hoàng thiên sẽ không để ý đến khoản tiền đánh bạc này đâu muốn tham ô bảo hoàng thiên cũng sẽ không có được thanh danh và địa vị như ngày hôm nay trong lịch sử cũng không có ghi chép thiên linh bảo hoàng thiên tham ô thứ gì nhưng liên quan đến bảo hoàng thiên đóng cửa ngược lại đã từng có ghi chép một số lần thật sao chúng ta xin rửa tay lắng nghe thương thanh thanh vội hỏi Thái thượng đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng, thông báo một bí mật. Thì ra trong lịch sử có ghi lại mấy lần bảo hoàng thiên đóng cửa đều có liên quan đến một sự kiện. Chính là mảnh vỡ hoàng thiên thái cổ. Cửu thiên thái cổ bao gồm xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạch hắc. Bây giờ chỉ còn lại hắc thiên và bạch thiên. Hoàng thiên đã sớm bể nát. Năm đó, đa bảo đạo nhân biết mình độ kiếp không thành, chủ động dùng tiên khiếu của mình chiếm đoạt một mảnh vỡ thế giới hoàng thiên thái cổ, thành tựu bảo hoàng thiên mặc dù cả đời bị vây bên trong bảo hoàng thiên mất đi tự do nhưng từ đó về sau không còn tai kiếp nữa bảo hoàng thiên có được mảnh vỡ hoàng thiên thái cổ về sau cũng chỉ có thể tìm kiếm mảnh vỡ hoàng thiên mới có thể khuếch trương được bản thân nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha